Chào các bạn, đây là trái sung nha các bạn. Trái sung mình đã phơi khô rồi đó các bạn ha. Cái này để dành làm trà uống đó các bạn. Phơi khô để pha trà uống đó. Pha trà rất là dễ luôn, dễ làm lắm các bạn. Cái này trước đó mình có video mà hướng dẫn để phơi khô cái trái sung nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình pha trà ha. Đây mình đã bỏ vào cái ly này, cho vào cái ly này một ít rồi ha. Đó, cho một lần một chút xíu vậy thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình chế nước sôi vào nha các bạn. Mình chế nước sôi vào cái ly này. Còn cái này là mình để cho các bạn coi vậy thôi, chứ không có pha lần như đây là nhiều lắm. Nè mình pha lần chút vậy thôi ha, chừng nhúm mà. Rồi bây giờ mình cho nước sôi vào nè. Mình sợ cái ly thủy tinh đó, nó sẽ nóng quá, nó sẽ bể đó. Thành ra mình cho vào cái ly này. Nếu mà các bạn có cái bình gì to hơn đó, cái bình loại bình trà mà đậy lại đó thì càng tốt. Rồi bây giờ mình đây, mình cái nắp này mình đậy lại ha. Mình đậy lại khoảng chừng 10 phút đó, thì mình dở ra, mình lấy cái muỗng đó, mình quậy lên cho nó đều ra là mình uống được rồi đó các bạn. Rồi buổi chia sẻ làm trà trái sung của mình đến đây là mình xin kết thúc đó ha.